Xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Lưu Hà, mình đến từ K2 Happy Đại học Paris. Mã số dương của mình là CUV020HB18. Như buổi học hôm trước thì mình đã cùng với mọi người đi tìm hiểu về khái niệm của sự Great Happiness và sự hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi. Và hôm nay thì để tiếp tục cái buổi học hôm trước thì chúng ta đã bọn mình đã được nhận được một câu hỏi, đó chính là để được đạt được cái sự Great Happiness đó thì chúng ta cần phải làm gì. Và câu trả lời của bọn mình là chúng ta phải tìm một sứ mệnh của mỗi người. Và ở đây thì sứ mệnh là gì? Sứ mệnh là lý do để bản thân chúng ta tồn tại và phát triển. Vậy còn tất cả những cái sứ mệnh đó của EDX thì luôn luôn gắn liền với cả chữ Great Happiness. Và sứ mệnh của EDX đó chính là sự tối đa hóa tiềm năng của mọi cá nhân và tổ chức trên thế giới để tạo ra được những cái giá trị và nhân tố bí ẩn. Nếu như mà chúng ta không được giải thích cặn kẽ thì đây là một cái định nghĩa rất là khó giải thích, rất là khó hiểu. Và sau đây thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu sâu hơn về sứ mệnh của EDX. Và những cái điều mình muốn chia sẻ đến mọi người hôm nay đó chính là sứ mệnh của EDX và làm như thế nào để đạt được cái sứ mệnh đó. Thứ ba đó chính là những cái sự mâu thuẫn khi mà chúng ta hoàn thành cái sứ mệnh đó. Sau đây thì mình xin bắt đầu. Và cũng như bản thân chúng ta thì khi mà lập một công ty á, thì cái công ty, sứ mệnh của công ty đó cũng gắn liền với cả người chủ tạo ra nó. Và như những cái công ty khác thì khi lập công ty họ luôn hướng tới sự ba cái từ, đó chính là danh, lợi và tình. Và ba cái từ này thì nó là kẻ thù của chữ hạnh phúc trọn vẹn. Đó chính là lý do mà tại sao lại có những cái mâu thuẫn. Vậy thì sau đây mình sẽ để đạt được cái mission, cái sứ mệnh của bản thân ta và luôn luôn hướng tới cái sự hạnh phúc thì chúng ta phải làm như thế nào. Đầu tiên đó chính là chúng ta phải cần phải tập trung là không bỏ cuộc. Khi mà chúng ta không bỏ cuộc thì chúng ta sẽ đi chậm mà chắc, rồi dần dần chúng ta cũng hoàn thành cái mission đó của riêng bản thân mình, cái nhiệm vụ, cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra trước đó. Thứ hai đó chính là bản thân của mỗi người chúng ta khi trên con đường thành công luôn luôn trải đầy gai, và chúng ta có bình tĩnh đối mặt với cái thử thách đó hay không, hay chúng ta lại gục ngã, chúng ta là dễ bỏ cuộc, thì đó cũng gắn liền với công ty của chúng ta là một công ty của sự thất bại. Vì thế là một người lãnh đạo thì mình cần phải rèn luyện cái sự kiên trì cùng với 18 phẩm đức làm nền tảng gốc rễ của văn hóa EDX, là chúng ta trao cho cái khó khăn, cái thử thách đó bằng một ý nghĩa tốt đẹp thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cái khó khăn thử thách đó. Và cái thử thách đó đến với chúng ta như là một cơ hội để chúng ta nâng cao cái trình độ của công ty mình cùng với công ty của mình phát triển. Và để làm được cái điều đó thì khi chúng ta lập công ty, chúng ta cần phải đi tìm cộng sự. Cộng sự ở đây là những người chung lý tưởng, chung chí hướng và cùng cái đạo đức ngang tầm với chúng ta thì công ty của chúng ta mới phát triển được. Thứ hai đó chính là chúng ta cần phải tập trung vào cái mục tiêu đó. Và khi mà EDX ấy, thì cái sứ mệnh của EDX là luôn luôn hướng tới một cái sự happiness. Và ở đây những cái công ty ngoài kia thì nó luôn luôn phải tranh giành nhau về cái chữ, đó chính là cái chữ profit. Và cái mâu thuẫn đó nó kéo theo cái sự mâu thuẫn về chi phí. Ở đây là chúng ta sẽ phải chi trả cho nhân viên mặt bằng, bãi, kho bãi,
Và cụ thể nhất đó chính là sự mâu thuẫn giữa mối quan hệ chủ doanh nghiệp và nhân viên. Tại sao? Có bốn lý do. Đó chính là khi mà để mà có được cái doanh thu tăng và cái lợi nhuận tăng á, thì cái người sếp thường bắt nhân viên là phải tăng ca kíp, đúng không ạ? Đấy. Thứ hai đó chính là lương sẽ nhiều khi, nếu như mà những cái doanh nghiệp mà kết hợp cái hợp đồng lao động nó không được chặt chẽ thì sẽ có cái sự, khi mà lương về á, thì nó sẽ có một cái sự không công bằng giữa người nhân viên này và người nhân viên khác. Đó cũng là một loại mâu thuẫn. Thứ ba là cái sự bóc lột ở đây nó là quá nhiều, thế nên là những người nhân viên đó họ cảm thấy những cái công sức mình bỏ ra nó là không xứng đáng, thế nên là nó xảy ra cái mâu thuẫn giữa chủ doanh nghiệp và nhân viên. Mâu thuẫn thứ hai ở đây đó chính là những cái người mua và người bán là khách hàng, và người bán hàng khi mà người mua hàng muốn mua với cái giá là chất lượng tốt và giá rẻ thì bên doanh nghiệp á, thì họ sẽ có một cái mâu thuẫn nhất định. Và mâu thuẫn thứ ba đó chính là mâu thuẫn giữa nhà đầu tư và CEO, là thường ở đây thì họ sẽ mâu thuẫn bởi vì chữ lợi ích. Ví dụ như ông này được nhiều hoặc là ông chủ doanh nghiệp được ít hơn thì tất cả ông ấy sẽ đều đè xuống cái người CEO. Và khi mà cái mâu thuẫn nó xảy ra nó quá to á, thì nội bộ ở đây sẽ trở nên lục đục và cái doanh nghiệp đó rất là khó mà tồn tại. Mâu thuẫn cuối cùng đó chính là một cái doanh nghiệp mà có doanh thu tốt, có lợi nhuận tốt, nhưng mà đồng nghĩa họ phải chi trả cho nhà nước một cái giá trị thuế rất là nhiều. Và nhiều cái doanh nghiệp đã phải làm cái giấy tờ giả để trốn thuế và nộp thuế ít đi, thì đây đều là những cái mâu thuẫn ở trong doanh nghiệp ngoài kia. Thì có rất là nhiều những cái cách để giải quyết cái mâu thuẫn này mà nhiều chủ doanh nghiệp không nhìn ra được, và họ cũng không đủ tự tin, không đủ bình tĩnh để có nhìn ra được cái cách giải quyết đó. Thứ nhất, ở đây mình có một cách giải quyết, đó chính là đó chính là tăng giá trị. Ở đây ví dụ trong một công ty mình sẽ giảm bớt những cái chi phí cho những cái lao động không tạo ra giá trị đi, thì khi đó giá trị của doanh nghiệp sẽ được tăng lên. Thứ hai đó chính là chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn từ gốc rễ, từ khi mà nó còn nhỏ thì mọi cái mâu thuẫn, mọi cái vấn đề đều được xử lý rất là nhanh. Và thứ ba đó chính là chúng ta hãy trao cho cái mâu thuẫn đó bằng một ý nghĩa tốt đẹp, thì mọi mâu thuẫn ở đây, mâu thuẫn ví dụ mâu thuẫn đó nó chỉ là một sự thúc đẩy để cho sự cạnh tranh được phát triển hơn, và công ty sẽ nâng lên một tầm cao mới nếu như mà có cái sự mâu thuẫn đó. Và đó chính là những cái kiến thức mà hôm nay mình đã đúc kết ra được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.